Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của Năm Hổ Data Center. Thì sau rất là nhiều những cái bình luận của các bạn ở trên YouTube, ở trên Facebook và cả trong nhắn tin riêng cho Zalo của mình, các bạn yêu cầu là anh ơi hãy làm cho em một cái video về xe gỡ tiếp 150 nâng cấp lên có hình 68 inch đi anh ơi. Thì đây, hôm nay mình đã rất may mắn khi mà mượn lại được chiếc xe đã làm 68 cách đây khoảng gần tháng. Thì sau một tháng sử dụng thì mình sẽ review cho các bạn xem là cái xe này nó khác như thế nào so với một chiếc xe zin, và làm cái xe độ lên thì nó chạy nó có vấn đề gì không, mà nó có bất kỳ cái phải lưu ý gì trong cái quá trình sử dụng xe không. Rồi, hôm nay video của ngày hôm nay gỡ đến 68 inch zin. Yeah. Trước khi mà chạy thử xe dưới đường để cho các bạn xem cái vận hành của cái xe thì mình sẽ nói sơ qua về cái cấu hình của xe này gồm có những gì. Chắc chắn đầu tiên sẽ là món SUVT Yukon 5 phiên bản dual van có xếp. Cái thứ hai là họng xăng size 34, thì hiện tại mình đang sử dụng họng của SWR kim phun BT 180 phân khối, sử dụng dắt chuyển đổi đi của đó là kim Honda 180 phân khối, sử dụng dắt chuyển đổi để mình xài cho Suzuki. Tiếp theo đó là lò xe đầu Oval BT. Thì lò xe đầu Oval BT là chắc chắn là món không thể nào thiếu trong tất cả những cấu hình nâng cấp hiện tại mình đang làm ở đây. Và dĩ nhiên là không thể nào thiếu được lồng trái 68. Lồng trái 68 của xe này đang sử dụng là lồng trái của ICS. Thì có thể là trong sau khi mà vào tháng 3, tháng 4 của năm 2021 này, BT sẽ ra mắt họng xăng BT size 34 và 36 cho Sachia GTX và lồng trái 68 cho Sachia GTX, thì lúc đó mình sẽ sử dụng những cái combo của là được cung cấp từ BT. Ngoài ra thì trong xe này còn trang bị thêm cổ bô WRX. Cổ bô này là cổ bô của GTX nè, và lon bô BT. Thì để sử dụng được combo này thì anh chủ xe đã phải mua cả một cây bô BT và riêng một cái cổ GTX. Tại cây bô này là cái lon bô của Sachia. Đó. Rồi thì sơ qua về cái cấu hình là như vậy. Và kết quả đo của xe này trên đây thì mình cũng đã để sẵn ở đây nè. Đây, kết quả đo của xe GTX 150 đã nâng cấp lên cấu hình 68. Đó, các bạn có thể thấy ở đây. Các bạn nhìn đây nè. Đây. Số 3 xe này đạt được 22.33 mã lực. Đỉnh máy nằm ở 10.700 RPM. Đó. Và môn xoắn đạt được 16.27 Nm ở 8.920, thì nó khoảng 9.000 á, 9.000 và 10.777. Đó, còn đây là mã lực của số 3 nè. 22.33, số 4 23.78 nè, 38 nè. Số 5 là 23.77 và số 6 là 23.76. Cái mã lực này thật sự rất là tuyệt vời, tại vì các bạn phải biết là cái xe này tụi mình đã làm nó với tất cả là sub up zin, đầu zin, sub up zin, mình chỉ móng bộ ống xả thôi. Và dĩ nhiên là sử dụng cặp cam zin luôn, không đụng gì vô cam hết, cam mình cũng không sửa gốc luôn, mình hoàn toàn sử dụng theo cái gốc cam zin của nhà máy. Cho nên các bạn thấy ở trên biểu đồ mã lực á, mã lực nó có cao hơn nhưng đỉnh máy, đỉnh mã lực, đỉnh môn xoắn nó nằm ở vị trí gần giống như là xe zin vậy đó. Tức là khi mà các bạn chạy xe này ở dưới đường, các bạn sẽ thấy nó cái nết chạy nó không khác gì xe zin, chỉ là nó mạnh hơn thôi. Đó, cái máy nó không sâu hơn, cái máy đỉnh máy nó vẫn nằm ở 10.700, xe zin nó khoảng 10.500. Đó. Và nếu như mà đỉnh máy, đỉnh mã lực và đỉnh môn xoắn của xe giống như xe zin á, vậy thì cái xe này nó còn được một cái lợi nữa là cái độ bền của nó sẽ rất là cao. Tại vì cái đỉnh máy, nếu mà cái tua máy các bạn không cao thì cái xe các bạn sẽ bền, đó là chuyện hiển nhiên rồi, cái đó ai biết chân á. Bạn bắt một người chạy 100 km/h với bạn bắt một người chạy có 50 km/h thì chắc chắn là người chạy 50 cây nó sẽ ít mệt hơn người chạy 100 cây, đúng không? Rồi, rồi bây giờ mình sẽ nổ máy thử cho các bạn nghe cái âm thanh của cái động cơ này nó khác như thế nào với zin nha, rồi mình sẽ phân tích nó sâu hơn. Tới đây nè. Đó. Cây bô BRT
khi mà cái động cơ của các bạn á, cái công suất của nó lớn hơn thì thật sự là cái tiếng vô này nó ấm hơn rất là nhiều so với khi các bạn gắn trên xe zin nha. Rồi cái camera đưa tới gần cái động cái tiếng máy này các bạn, để các bạn nghe cái tiếng máy của cái xe 68 nó êm như thế nào nè. Thật sự là nó cực kỳ êm luôn, mình cảm giác là nó êm hơn cả cái xe zin nữa, tại vì mình cũng đang đi một cái xe GS 150, xe làm bô xăng lửa mà cái máy này nó êm hơn cái xe zin của mình nữa. À, nhìn cái sự biến thiên của tô máy nè, quay lên đồng hồ nè, bạn nhìn thấy nhìn cái sự biến thiên của tô máy nè. Đó rồi, vậy thì á, một phần là nhờ sức mạnh của động cơ 68, một phần là nhờ vào cái độ nhẹ nhàng của cái lò xo đầu VLT Oval, thì nó giúp cho cái xe này giảm được rất là nhiều ma sát tổng thể của động cơ. Nó khiến như khi mà các bạn tăng tốc, các bạn sẽ thấy những cái xe sử dụng lò xo đầu VLT Oval nó nhanh hơn nhiều so với những cái xe sử dụng cái lò xo đầu zin. Đó, mình nói thẳng như vậy luôn để cho các bạn dễ hiểu nó sẽ khác như thế nào khi mà chạy dưới đường. Ok, bây giờ mình sẽ chạy để mình review các bạn cho xem cái vận hành của xe nha. Ok, rồi bây giờ mình sẽ review cái xe này chạy dưới đường xem là nó khác biệt cái xe GS 150 như thế nào. Thì thực sự mà nói là mình cũng đang sở hữu một cái xe GS 150, xe bút xăng lửa thôi. Cho nên mình sẽ đánh giá cái này dựa trên tiêu chí là nó khác so với cái xe zin hiện tại của mình đang đi ha. Ok. Mày nhớ lúc nãy mình cũng có nói là cái xe này nó khởi động rất là dễ dàng. Đi ga nhỏ nó cũng rất là nhẹ, rất là dịu. Nó cũng gần giống như là khi các bạn chạy xe zin làm bô xăng lửa hay là xe zin hoàn toàn vậy đó. Đó. Nhưng mà khi mà thì mình cũng đã cầm cái xe này chạy được khoảng 2 ngày thì mình đánh giá một cái điều là ở cái tầm ga 7.000 trở lên, ở lại 7.000 RPM trở lên thì cái sự thay đổi của nó thật sự rất là khủng khiếp. Rồi, đợi đèn xanh này mình sẽ thử 1-2 ga cho các bạn xem nó khác như thế nào. Đó, mình cũng có để sẵn một cái camera ở đây để mình sẽ cho các bạn thấy được cái độ biến thiên của cái RPM, cái sự thay đổi của cái RPM trên xe này, chứ không phải là mình là test mắt bít đâu nha. Đó. Xem cái RPM của nó nhẹ, nó lên nhanh như thế nào thôi. Xe che ha, nó hơn khoảng mấy chục ký á, sát theo cái người của mình nữa, người của mình thì nó cũng khoảng đâu đó 9 mấy ký, thì cái khả năng tăng tốc của cái xe này nó cực kỳ tốt. Bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem là ở cái tự số 4 nó tăng tốc như thế nào nè. Cái xe zin mình đang đi luôn đó, mà đặc biệt là rất là êm nữa, nó không có gì gọi là khó khăn trong quá trình mà cái khả năng mà nó tăng tốc lên hết trơn á. Thì bạn chủ xe cũng có chia sẻ là cái khả năng chở hai người của cái xe này nó rất kinh ngạc. Hai người tổng trọng lượng nó khoảng nhờ 150 kg, bạn chủ xe với là người yêu gắn thêm một cái thùng ở sau lưng để xe này là xe chuyên đi tour, tống thêm một cái thùng ở sau lưng nữa thì nó không còn giống như xe zin mà các bạn đi hai người nữa, ga cuối nó bò không à. Còn xe này thật sự là nó rất là nhẹ, số nào các bạn cũng có thể tăng tốc được hết trơn á.
mình vừa lên cầu, bạn thấy là mình vừa lên cầu và cái xe nó cũng lên theo, nó đi theo cái cảm giác, cái ống ga của các bạn nhẹ lắm, vô cùng phấn khích khi mà các bạn sử dụng cái xe này. Đó, và đặc biệt là cái điểm mà mình thích nhất ở cái xe này đó vẫn là cái nết chạy nó y chang như xe Jin vậy đó, 7-8 ngàn RPM, mà nãy mình coi trên biểu đồ đó, định máy là ở 10.700 mà định sức kéo là 8.000 mấy đó, thì tới khoảng 7.000 cái xe nó lao đi, nó lao lên ghê lắm. Ở trên kẹt xe quá, mình cũng không có đi lên đó đâu. Thì bây giờ sau cái đó là cái khả năng tăng tốc của cái xe này, và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là cái sự ổn định của nó khi mà mình di chuyển ở ga nhỏ, và mình sẽ chia sẻ thêm một số cái vấn đề khi các bạn bảo dưỡng và chăm sóc cái xe. Ok, đèn xanh, let's go. Xanh anh đi, em qua mày đi. Rất nhẹ nha. Đó, các bạn chạy cái đường nó rất là dịu dàng. Ngay SUVT các bạn canh chỉnh nó kỹ càng, các bạn canh chỉnh nó chính xác, các bạn dành thời gian để các bạn chạy thử kỹ nhiều lần trước khi các bạn rời khỏi cái chỗ dyno, thì cái xe của bạn nó sẽ đạt được cái sự ổn định nếu có thể. Cái này chắc chắn là trên dyno mình sẽ làm được đúng và chuẩn cái phần xăng mà ở mặt khu đóng ga, nhưng mà đối với phần ga nhỏ thì thực tế là ở trên dyno nó sẽ hơi khác với mà ở dưới đường một chút xíu. Khi mình chạy xe dưới đường á thì nó sẽ có nhiều cái trường hợp khác nhau xảy ra, thì bắt buộc các bạn phải dyno xong các bạn phải chạy thử đều là kỹ đó. Nếu như có hụt hay có giật hay cái gì chỗ 3-4 ngàn, nó có hụt hay gì á, các bạn có thể quay lại, các bạn trao đổi với lại người cạnh để người ta sửa lại cho các bạn, thì lúc đó không có tốn tiền nữa đó. Các bạn chỉ cần sửa lại cho nó ngay ngắn thôi, hoặc là các bạn về chạy thử, các bạn có vấn đề gì đó các bạn cứ quay trở lại đó. Là đối với cái việc mà một số anh em chia sẻ là cái gợi đít nó bị hụt ngay chỗ 4-5 ngàn gì đó đó, thì ra là xe này không hay đó, mình chạy ở tốc độ rất chậm đó, 4-5 ngàn của xe nước rất là mượt mà, rất là nhẹ nhàng. Thì có một cái điều đặc biệt ở trên xe này nữa, đó là mình cảm thấy là cái máy của cái xe này nè, khi mà các bạn di chuyển trong đường đông đường nóng á thì nó vẫn rất là, nó rất là mát, nó không có giống như cái xe Jin của mình á, nó nóng hơn nhiều cái xe này luôn á. Mình không hiểu tới ra tại sao, nhưng thực là cái xe này nó mát hơn rất là nhiều đó. Máy thì êm mát nhẹ nhàng rồi, thì để đối với cái xe 68 á, mình bảo dưỡng của nó thì cũng tương tự như là xe Jin thôi, 5.000, 10.000, 15.000 RPM, các bạn vui lòng làm một cái cuộc bảo dưỡng nhẹ nhàng, các bạn được kiểm tra bởi kỹ thuật có kinh nghiệm, mà các bạn đến cái chỗ nào làm các bạn làm xe, các bạn quay trở lại thì các bạn được kiểm tra lại bảo dưỡng, tổng bảo dưỡng, thì như vậy nó sẽ mang tới cái độ bền tốt nhất cho những cái xe độ. Cái này không phải là mình không muốn thử cái xe này ở tốc độ cao nó khác gì như thế nào, nhưng mà tự là mình chỉ thích từ 0 tới 100 thôi. Tăng tốc để dí theo đoàn, hoặc là các bạn vượt xe tải, xe lớn gì đó, nó cũng nhẹ như là một cái xe, không phải là cái xe to vậy đâu. Xác giống như các bạn cảm giác cái xác xe nó nhẹ đi nhiều lắm. Thì cấu hình này mình cũng có thể sử dụng và lắp đặt ở trên Sanchi FE Rider V nha. Nó cũng mình cũng làm y chang cái xe này thôi. Động cơ 68, hỏng xăng 34, kim phun 180, ESU VT là xe đầu VT, xài cam Jin, đầu Jin móc xả đó, y chang. Đó là bô thì tùy các bạn thích cái bô nào các bạn đi cái bô đó. Còn riêng mình thì mình thấy cái bô, cái xe này đi cái bô VT quá đã luôn. Êm ái vô cùng như một cái xe Jin, không khác gì hết trơn á. Đi mà đường không ai để ý, không ai dòm ngó gì mình á, mình cứ đường mình chạy thôi, mình không có lo gì chứ. Không sợ ai dòm ngó gì, mình không chạy đàng hoàng, mình không nẹt cô người ta thì cũng không có gì. Nói chung là nhẹ nhàng lắm. Thích thiệt. Nói chung là nếu mà trên thang điểm 10 mà về cái sự ổn định và sử dụng cái xe này á, thì mình cho cái xe này 8 điểm, thì cái xe của mình, xe Jin là vô xăng lửa thì nó chắc khoảng 3-4 điểm gì thôi á.
Thì dĩa xác thực sự là quá nặng. Khi mà các bạn nào đang sở hữu xe tiếp 150 thì các bạn cũng thấy là ở cái tầm ga 8-9 ngàn trở lên á, khi các bạn tăng tốc mà để các bạn chở người, các bạn sẽ thấy cái xe nó rất là nặng nề, nó ù lì, mà cảm giác như cái xe nó không có đi, nó không có thoát, nó chạy chán. Ở xe này khác, rất là nhẹ, đóng ngày nào đi ra đó, đóng ngày nào đi ra đó, ổn định vô cùng luôn đó. Đề máy cũng nhẹ nhàng, êm ái vô cùng. Nó cái gói này sử dụng bỏ đầu sắp bắp zin cho nên là thực sự là mình rất là an tâm về những cái cấu hình như thế này, mình không có gì phải lo hết trơn á. Chân cái sắp bắp này, sắp bắp đều là zin hết, rất nhẹ, rất nhẹ, rất nhẹ và rất nhẹ. Nhưng mà mình sẽ để cái biểu đồ mã lực của cái xe này ở cuối video đó. Nếu mà các bạn nào muốn tham khảo thì các bạn xem qua, các bạn muốn biết chi tiết giá thành nâng cấp cái xe này, các bạn nhắn tin cho mình, mình sẽ báo giá cho các bạn, là thời gian là thực hiện cái xe này cho các bạn. Rồi, chỉ có vậy thôi, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. See ya.